Hôm nay là thứ hai, 22 tháng 5 năm 2017. Gia đình Thanh Tùng rất vui được đón tiếp hai em ở quê Hải Dương ra chơi. Đây là vợ chồng em Tiến và Bình. Các em ra đây cũng đã ra đây một vài lần rồi, nhưng hôm nay đến gặp gỡ cả chị Quy ở đây nữa. Thế anh em họ anh gia đình có gặp gỡ liên hoan vui vẻ một tí, bây giờ đang ngồi uống nước. Thế để ghi lại cái kỷ niệm này thì các em phát biểu một vài ý để sau này chúng ta ghi nhớ được những cái buổi gặp gỡ hôm nay. Thế đầu tiên là xin mời em Tiến phát biểu. Xin mời em. Trước tiên em xin chúc sức khỏe toàn thể các anh các chị trong gia đình mạnh khỏe và vui vẻ trong cuộc sống. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 dương lịch, thì vợ chồng em có một chút công việc ra ngoài này, thì trước tiên ra đây thăm các anh các chị. Và điều thứ hai nữa là có cái việc quan trọng là cái việc mà mẹ em mới về cõi Vĩnh Hằng. Chúng em tổ chức 49 ngày cho mẹ em vào ngày mùng 9, nên là tính theo bọn em tính theo âm lịch ngày mùng 9 tháng 5, tức là còn khoảng chục ngày nữa. Thì hôm nay chúng em ra thay gia đình ra mời các anh các chị để mùng 9 này về, tức là thứ bảy tuần sau về dự với cái buổi họp mặt của gia đình, cũng như là để tưởng nhớ đại về cái việc ra đi của mẹ em. Chúng em rất nhiệt tình để có một cái lời mời rất trân trọng để mời các anh các chị cố gắng để về giúp về cùng với gia đình chúng em để tưởng niệm lại việc của mẹ em về cõi Vĩnh Hằng. Mong các anh chị cố gắng và nhiệt tình về để anh em sum họp. Xin hết. Anh ghi nhận ý kiến của em. Thế bây giờ Bình có thể phát biểu một vài ý tiếp theo Tiến được không? Vâng, em trước tiên là em cũng gửi lời chúc sức khỏe tất cả đến tay các chị, và đồng thời em cũng có một cái ý nguyện là mùng tới này mùng 9 tháng sau là công việc của mẹ em là ngày 49 ngày, cũng là ngày cuối của mẹ em, công việc của mẹ em đến ngày sắp tới rồi. Thì bây giờ hôm nay vợ chồng em ra ngoài này, trước tiên là thăm các anh các chị, sau nữa có lời mời các anh các chị là công việc của mẹ em, thì đến ngày này các anh các chị cố gắng thu xếp về với lại chúng em, để về quê với chúng em để làm công việc cho mẹ em cho trọn vẹn, cho hết xong công việc. Thì trước tiên là như thế, thì sau này xong công việc là em cũng rất cảm ơn tất cả các anh các chị, và em sẽ chúc sức khỏe các anh các chị khỏe mãi. Vâng, em xin hết. Xin cảm ơn em. Cũng xin giới thiệu đây, Bình đây là nghệ sĩ cải lương, rất thích hát cải lương. Đáng nhẽ hôm nay mà có các nghệ sĩ đàn cổ nhạc thì anh mời Bình hát một bài cải lương để ghi lại, nhưng mà hôm nay lại không mời được các nghệ sĩ ấy. Thế xin hẹn em dịp khác. Đấy. Thế chị Quy hôm nay ở đây là cũng đến đi chơi cùng với em Tiến và em Bình, thì chị có phát biểu vài lời chăng? Hôm nay là ngày vào đây gặp mặt thì chị cũng có lời như này: cảm ơn cô chú ở Hải Dương ra, thì ăn bữa cơm nguyên là nhà cậu Tùng, chị thì vào thường xuyên rồi, thế nhưng mà hôm nay là có hai em mà đã bớt chút thời gian ra đây để có công việc của cô, thì chị cũng cảm ơn các em mà vào đây gặp mặt được các em như thế này. Chị vào nhà cậu Tùng đi liên tục rồi, nhưng mà chưa có bữa nào mà lâu như thế này. Đấy, có lúc thì có cô, thì có cậu thì lại không có cô. Hôm nay mới là có cô. Thì thôi, cũng chị cũng là gửi lời về để chúc các em ở trong quê là mạnh khỏe và lăng quan tâm đến các anh các chị ở ngoài này. Vào trong đầu em cậu ở thì đã đành rồi. Thế bây giờ là chị nói thế để chị em ghi nhận hơn. Vâng, em ghi nhận ngay điều đấy. Chị thì các cậu cứ ới ở trong nhà, có việc gì thì chị về. Trong đầu em là lúc nào cũng có các anh các chị ở ngoài này đấy. Rồi, rồi. Chị cứ yên tâm, không bao giờ em quên. Chứ
còn bây giờ thì chẳng mấy mà gặp nhau được như thế này. Đúng rồi, chẳng mà được gắn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Thì chị nói đến đây là hết. Dạ. Thank you. Nào thế Thanh phát biểu vài lời đi. Hôm nay thì có vợ chồng em Tiến và em Bình ra chơi. Thì chị nói thật là đáng nhẽ chị em mình phải biết nhau và quan hệ mật thiết với nhau lâu rồi. Từ lâu rồi chứ không phải đến bây giờ mình mới gặp nhau. Nhưng chị thấy là cũng rất tiếc cái thời gian quá khứ. Bởi vì anh chị em con cô con cậu thì rất là gần, cũng là cùng một bố mẹ sinh ra rất là gần. Nên người ở quê như ở Hải Phòng này nói chung thì nó cũng không xa. Nên chị cũng không hiểu là vì cái lý do gì mà coi như là cái quan hệ nó gián đoạn như thế thì cũng là đáng tiếc. Thế thì thời gian gần đây thì chị cũng mới tiếp xúc với hai em. Thế nhưng mà chị ghi nhận một điều là một cái tình cảm chị rất là quý. Bởi vì chị cũng là người sinh ra ở quê, chị rất coi trọng cái tình cảm hơn mọi thứ. Cho nên là các em ra đây các em thấy nhất là vừa tình cảm vừa chân thật. Cho nên là chị rất là quý. Bởi vì bây giờ cuộc sống con người người ta biến chất nhiều lắm rồi. Đấy, cho nên là những cái gì mà tư chất của con người, cái tố chất của con người về cái tư cách đạo đức, cái tình cảm chân thật còn lại ở trong mỗi con người đối với chị rất quý, rất quý. Và nói thực là mới tiếp xúc với các em nhưng mà chị rất quý các em. Đấy là cái kể cái chị nói là rất là chân thật đấy. Vâng. Chứ không phải là khách sáo gì. Đấy, bởi vì chị cũng là xuất phát từ bản chất là người thôn quê. Tuy mặc dù là chị sống thôn quê chỉ 15 năm thôi, chị ra thành phố hơn 40 năm rồi, nhưng mà cái bản chất thì chị vẫn giữ như cái thuở ban đầu này. Như ngày nào, chứ không phải là mình ra thành phố thì mình biến chất hoặc là mình thay đổi cái kia. Đấy. Thế thì các em ra đây thì nói chung là chị cũng rất muốn các em ở lại đây chơi với anh chị lâu. Thế nhưng mà cũng vì điều kiện mỗi người cũng có việc làm khác nhau. Còn nói gì thì nói chứ rồi còn phải lo cuộc sống, rồi lo gia đình. Cho nên các em không ở lại lâu được. Cho nên chị cũng rất là cảm phục các em là ví dụ đi xe máy ra đây thường xuyên 5-60 cây số thì phải nói là cũng nhiệt tình. Về cũng phải 100 mốt thôi. Nhiệt tình, rất nhiệt tình. 110 cây. Cho nên là chị cũng rất là quý các em và cũng rất là cảm ơn mỗi lần các em đến thăm anh chị. Mặc dù anh chị cũng chưa có điều kiện mà về thăm gia đình được. Thế nhân tiện là cô qua đời thì chị cũng được đi xuống để thăm viếng cô một chút. Thì sắp tới đây thì chị cũng chưa hứa trước được. Thế nhưng mà nếu có điều kiện thì chị sẽ cố gắng chị về để không chia sẻ. Nhưng lần này thì anh chị cũng không thể thiếu được. Lần này anh chị không vắng được. Cái này thì xin ngắt lời chị tham gia một tí ý kiến này. Bây giờ em nói thật với anh chị này, chị đã nói đến tình cảm mà chúng em thì thấy rất thích tình cảm. Đây có chị Quy biết này, em nói thật với chị này, chị Quy về chị không thiếu gì. 10-20 chị đi taxi từ ga về nhà em, nhưng mà chị điện em lên đón chị về đi các nơi xong lại đưa về ga. Đấy là cái tình cảm, không phải ai làm được không mà chị. Chứ còn em nói với chị này, nếu không có tình cảm không làm được những việc đấy đâu mà không có tình cảm thì chị cũng chẳng bao giờ chị về nhà em. Thế nhưng mà nhà em thì tám mươi em thật, nhưng bây giờ cái tình cảm nó rất ít. Chứ còn em nói thật với chị này, kinh tế em thì không so với xã hội thì coi không có gì nhé. Thế nhưng mà em là vẫn cứ thích nhất trong gia đình thì em cũng không kém anh em gì em mấy đâu, có kém nó kém mấy ít thôi, em không kém nhiều. Nhưng đối với xã hội thì em không là cái gì. Thế nhưng mà ngược lại cái tình cảm anh em ruột trong nhà là với nhà em là không có. Thế thì em muốn gây một cái tình cảm với mọi phía, tức là bên ngoài nhà em. Ví dụ em nói về bên ngoài nhà em, tại sao em vẫn lại lên thanh minh trên đấy? Đấy là nói em dỗ nhà thờ trên đấy, là dỗ ở trên đấy em vẫn phải lên. Là vì này, hai nhà mình đã không có rồi, họ nhà mình nhỏ phải ra ngoài. Thế thì
đến sau khi em nói thật với chị này, đây có chị Quy đây, sau khi anh Hân, tức là mẹ anh Hân là trên bác ở đây mất, thì chị Quy, chị Chi, chị Bình về. Sau hôm về đó thì chúng em mới nhận được ra rằng trong họ đã, tức là anh Hân mất đấy, thì lúc bây giờ này các chị ấy về, thì lúc đó em mới nhận ra là nhà mình có tổ chức mang dòng chữ là con cháu họ Đặng. Thế thì em mới hỏi là tại sao các anh các chị không cho em biết. Thì chị Quy, anh Nhã lúc bây giờ mới lên tiếng. Thế thì sau đó khoảng gần nửa năm ấy chị nhỉ, thì lúc bây giờ mới tổ chức cuộc họp ngoài này, thì anh các anh các chị ấy về trao đổi lại với anh Tường, thì anh Tường điện cho em. Thì từ bấy giờ ra đây, thì khi ra đây em nói thật, khi ra đây rồi em gặp các anh các chị, em đã thổi thốt lên là tại sao không động biết trước quá, tình cảm. Em nói thật với lại các chị này, mấy anh này, ra đây thấy các anh các chị quý mà em từ năm 90 em về vợ chồng vẫn em vợ chồng em nay đã quay ra đây thật. Cái cắt cụt cắt dài này, mấy cái lò quay không lại. Em đi lò quay bao nhiêu năm đấy chị, đi lận từ quay năm 90 cho đến 97 bắt đầu là em không đi nữa. Bốn lò quay về đi show em đi chị, thì lúc bây giờ em quay về show thì nhà em đi chợ, nhà em đi show. Thế thì em nói thật với các anh các chị này, cuộc đời của chúng em cũng khổ lắm, khổ mà vất vả. Thế nhưng mà trong gia đình không biết nhưng xong lại có những cái cách để mà phân chia nhau ra. Thế cho nên em chán thì trước tiên em chưa biết ngoài này, thì em tham gia bên ngoài em trên thị trấn rồi. Thế sau em biết ngoài này rồi thì tất nhiên em cũng không bỏ trên làng ngoại. Nhưng ở ngoài này bây giờ các anh các chị có việc gì, bây giờ em còn sức khỏe em đi được, thì chỉ cần điện là bằng mọi giá mà em nói thật, kể cả mưa đấy nhá, em nói với anh chứng kiến nhá, chị Quy chứng kiến nhá, hôm cưới con anh Trường là mưa bọn em vẫn phải ra, đúng không? Thế thì bây giờ em nói này các anh các chị này, bây giờ đã quay các anh các chị đã quay bọn em này em rồi, thì bây giờ có việc gì lớn bé cho em bọn em biết. Rồi. Thế anh thấy là thế này này, các em nói thế thì anh rất cảm ơn, rất cảm ơn các em. Và thế từ nay rồi đi anh em mình cũng năng qua lại thăm hỏi nhau, bởi vì cũng nhiều tuổi rồi. Thế em thấy là như anh nói là quê hương loạn lạc đói no 70 năm ấy, 72 năm ấy, bây giờ rụng rơi dần dần, chúng mình già cả rồi. Bây giờ thôi thì gặp nhau ngày nào hay ngày ấy. Thế anh muốn là các em, anh xin cảm ơn các em. Thế mà các em về thì các em cũng cho anh gửi lời hỏi thăm anh em trong ấy và bà con hàng xóm nhé.